Thôi mà lại được sao? No rice. No rice? No food. Was it no rice? Why do you torture me, mom? After I spend cha cha on là hai. Anh ấy còn ấy tầm phải tranh mà vì con ra ấy. Ở đây là nu quá. Chẳng nu mà mình cần vô mắm mình đọc sao đấy. Này sợ đi. Chuẩn. Em cất mới thích nó thêm một anh. Cái mua tiết á, con này, bay á, đi bán á. Đi lại nhau. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.